Xin chào các bạn đã đến với Tech Mag. LG, một cái tên lừng lẫy trong lĩnh vực công nghệ, một tập đoàn đa quốc gia lớn nhất gì tại xứ sở Kim Chi, hầu hết mọi người tiêu dùng đều ấn tượng với các sản phẩm của tập đoàn có tuổi đời lâu năm này. Thế nhưng, các bạn có tự tin rằng mình hiểu rõ tất tần tật về LG hay không? LG được ra đời vào năm 1947 với khởi đầu là một công ty chuyên về mỹ phẩm hóa chất do Kuo-Yin-Woi đứng đầu. Lúc này thì cái tên sơ khai của công ty này là Lay Hui trong tiếng Hàn. Khi mà dịch sang tiếng Anh thì có nghĩa là lucky, may mắn. 11 năm sau, năm 1958, một công ty con khác được mở ra lấy tên là Costa, ngôi sao vàng, chuyên về mảng đồ điện tử. Costa nổi tiếng với chiếc A501, thiết bị radio đầu tiên của gia đình Hàn Quốc. Lúc bấy giờ thì những sản phẩm chuyên về điện tử sẽ được bán với nhãn hiệu Costa, trong khi đó những sản phẩm về gia đình sẽ được bán với thương hiệu là Lucky. Về sau, cả hai công ty là Lucky và Costa đã hợp nhất lại với nhau, mãi đến năm 1995 đã được rút gọn lại với tên viết tắt là LG. Ở Hàn Quốc thì hai cái tên LG và Samsung là hai gã khổng lồ luôn cạnh tranh nhau khốc liệt. Hai tập đoàn này luôn rượt đuổi nhau không ngừng trên chiến trường quốc tế với những dòng sản phẩm về TV, tủ lạnh, điện thoại v.v. Thậm chí là còn cạnh tranh với nhau trên cả tòa án với những vụ kiện về ăn cắp bí mật công nghệ, gián điệp và rất nhiều những thứ khác. Thế nhưng khi mà quay ngược trở lại lịch sử một chút, lúc đó thì cả hai người sáng lập của Samsung là ông Lee Byung-chul và người sáng lập của LG và ông Kuo Yin-woi có mối quan hệ rất là tốt với nhau. Họ từng là bạn bè và học cùng một trường khi còn nhỏ. Lớn lên họ thắt chặt mối quan hệ thông gia khi con gái thứ hai của ông Lee Byung-chul kết hôn với con trai thứ ba của ông Kuo Yin-woi. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu tệ đi kể từ khi nhà sáng lập của Samsung quyết định lấn sân sang lĩnh vực điện tử. Mảnh đất màu mỡ lúc bấy giờ thuộc về LG, mà vốn trước đó thì họ đã từng cam kết ngầm với nhau là không bao giờ nhảy vào lĩnh vực của nhau. Kể từ đó thì hai nhà lãnh đạo của LG và Samsung không còn thân thiết trở lại nữa. Cạnh tranh mới là tiến bộ, đây cũng chính là chất xúc tác trong quá trình phát triển của cả hai thương hiệu để về sau này họ chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường Hàn Quốc. Nói đến đây thì chúng ta cũng nên nhìn lại một chút về sự thịnh vượng trong lĩnh vực di động của LG một thời. Cách đây 10 năm thì LG nổi tiếng là một trong những nhà sản xuất tiên phong và sự sáng tạo và đi đầu xu hướng. Ít ai biết được rằng LG chính là hãng đầu tiên ra mắt chiếc smartphone màn hình cong mang tên là Z Flip. Tại thời điểm đó thì đây còn là một chiếc smartphone nổi bật với mặt lưng được làm từ vật liệu đặc biệt, có khả năng tự hồi phục khi bị trầy xước. Dù là một sản phẩm không mấy nổi trội nhưng mà Z Flip đã đánh dấu được sự tiên phong của LG về ý tưởng làm điện thoại cong. Năm 2006 thì hãng đã làm ra chiếc LG Prada, chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có màn hình cảm ứng điện dung. Sau đó thì công ty này lại tiếp tục ra mắt chiếc điện thoại LG Beauty với camera được đánh giá cao khi sở hữu độ phân giải tới 5 megapixel thời điểm đó, đồng thời còn được trang bị tính năng lấy nét tự động và chống rung kỹ thuật số. Tiếp đến thì vào năm 2008, LG Reno được ra mắt, đánh dấu một lần đầu tiên tiên phong nữa của LG khi mà đây là chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên có camera lên đến 8 megapixel. Kể từ năm 2010, LG tập trung vào phát triển smartphone trên hệ điều hành Android với dòng Optimus. LG Optimus 2X chính là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới có chip xử lý 2 nhân NVIDIA TK2 và cũng là thiết bị đầu tiên đủ sức mạnh để quay phim 1080p, đồng thời cũng hỗ trợ cập nhật rất tốt khi mà ra mắt Android 2.2 Royo và nâng cấp lên đến Android 4.0 iFrame Sandwich. LG lại tiếp tục đi đầu về sức mạnh smartphone khi mà cho ra mắt chiếc Optimus G, chiếc smartphone có bộ vi xử lý 4x Snapdragon S4 Pro được bán đại trà đầu tiên trên thế giới. Bên cạnh đó thì danh hiệu smartphone có vi xử lý 4x đầu tiên cũng thuộc về LG với Optimus 4X HD cùng với con chip Tegra 3. Sau đó, LG hợp tác với Google cho ra mắt chiếc Nexus 4, định nghĩa lại khái niệm flagship và đây cũng là một trong những chiếc smartphone đầu tiên có sạc không dây chuẩn Qi. Vào năm 2012, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã từ bỏ thương hiệu Optimus trên flagship và thay vào đó là dòng G-Series và LG lại tiếp tục đi đầu nữa. Với G3 là một trong những chiếc smartphone đầu tiên có màn hình QHD 1440p, camera có khả năng lấy nét laser. G3 là một trong những sản phẩm khá thành công của LG khi bán được gần 10 triệu máy trong chưa đến một năm. Kế đến là LG G5, một trong những chiếc smartphone đầu tiên có camera sau kép, thiết kế dạng module, giúp cho người dùng có thể gắn thêm các phụ kiện vào máy dễ dàng. Sau đó là LG lại là gương mặt tiên phong mở ra xu hướng smartphone với màn hình tỷ lệ 18:9. Tiên phong và tạo ra xu thế là một chuyện, nhưng mà có mang được sản phẩm của mình đi xa và để lại dấu ấn dẫn đầu hay không lại là một câu chuyện khác. Cứ ngỡ rằng đế chế mang tên là LG sẽ khó có ai có thể lật đổ được, tuy nhiên thì những bước đi sai lầm và thiếu thận trọng đã khiến cho ông lớn này phải trả giá đắt.
Có vẻ như mọi thứ xuất phát đều từ những bất cẩn trong việc sản xuất và thiết kế smartphone dẫn đến uy tín của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên là LG Optimus 2X với lỗi khởi động lại, sập nguồn không có lý do, thậm chí là hãng đã bị người dùng đăng đơn ra tòa án liên bang California của Mỹ để kiện. Tuy nhiên thì LG lại thờ ơ trước những cáo buộc này, điều đó đã khiến cho người dùng vô cùng thất vọng. Kế đến, dòng Optimus G và G2 bị dính lỗi loạn cảm ứng khiến cho người dùng phải chi trả một khoản tiền lớn để sửa chữa. Chiếc Optimus LTE 2 sau đó lại tiếp tục gặp phải một vấn đề chí mạng khác, đó chính là khóa bộ nhớ trong. Thất bại xếp chồng thất bại, LG đã phải trải qua không ít những sóng gió với hàng loạt những sản phẩm tiếp theo như là lỗi móc màn hình trên Optimus G Pro, nứt micro trên LG G3 và đỉnh điểm là đột tử trên LG G4. Kể từ đó thì uy tín của hãng ngày một sa sút, người dùng đã không còn lòng tin vào chất lượng sản phẩm của LG. Mặc dù công ty đã cố gắng khắc phục sai lầm, nhưng mà mọi thứ đã trở nên quá tệ hại và khó có thể cứu vãn được. Vết nhơ từ những tai tiếng trước đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của công ty, mặc cho LG G6 hay là LG V20 là những sản phẩm vô cùng chất lượng, nhưng mà người dùng vẫn e ngại khi mà chọn mua chúng. Ở thời điểm hiện tại thì trước bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ đến từ Trung Quốc và cũng như là hai ông lớn Samsung và Apple, LG đã không thể giữ được vị trí của mình trên làn di động nữa. Minh chứng đó chính là báo cáo về sự thua lỗ liên tiếp trong mảng kinh doanh di động của LG trong 2 năm gần đây, cùng với đó là thị phần đang ngày càng thu hẹp và trở nên thoi thóp. Báo cáo doanh thu của LG năm 2018 vừa qua cho thấy LG Mobile hiện đang ở năm thứ tư với tổng cộng 15 quý thua lỗ liên tiếp. Nhưng LG lại tin rằng công nghệ màn di động 5G sẽ giúp cho hãng lấy lại thị phần của mình trong phân khúc smartphone cao cấp đã bão hòa hiện nay. Trong năm 2019 này, LG đã vạch ra những kế hoạch riêng của mảng kinh doanh di động của mình và liệu rằng cựu vương di động có thể vượt chạy được bản thân và giành lại những thứ vốn thuộc về mình hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Vừa rồi là những chia sẻ của Tấm Mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tấm Mắt.